học toán. Hello, thầy Hiếu chào các bạn. Ở trong cái video 5 phút học toán lớp 5 này, hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta một bài toán rất là hay, một bài trong đề thi vào lớp 6 của trường Trung học cơ sở Cầu Giấy năm 2023. Đây là bài toán khó nhất của đề thi và cũng là cái bài mà phân loại học sinh, một bài toán về dạng suy luận logic. Thì ngoài ra ở trên Math X của thầy Hiếu có rất nhiều những cái bài toán liên quan đến dạng toán này. Các em có thể tham khảo thêm. Hôm nay thầy sẽ chữa cái bài này. Bạn Hưng viết 5 số tự nhiên khác nhau trên một vòng tròn. Chúng ta chú ý chữ khác nhau. Sao cho này không có hai hoặc ba số nào liên tiếp nhau có tổng chia cho 3. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà chúng ta tính tổng hai số đứng cạnh nhau thì phải được một cái tổng không chia cho 3. Chúng ta tính tổng ba số cạnh nhau cũng sẽ được một cái số không chia cho 3. Bây giờ câu A là em hãy tìm một bộ 5 số tự nhiên thỏa mãn và điền vào hình. Vậy trước hết chúng ta sẽ làm câu A trước. Thầy vẽ rồi vẽ cái thành cái đoạn nối này thôi, không cần phải vẽ vào. Bây giờ thầy ví dụ như là thầy điền vào đây số 1 đi. Thế thì các bạn sẽ thấy là cái này không thể bằng 2 được, đúng không? Nếu mà nó bằng 2 thì tổng lại nó chia hết cho 3 mất. Vậy bây giờ thầy điền cái này là 3 đi. Rồi, thế thì cái số này không thể là một số chia cho 3 được. Bởi vì nếu nó chia cho 3 thì cộng với cái này nó cũng sẽ chia cho 3, vô lý. Đúng không? Nên là thầy sẽ điền vào đây một số 1 cộng 3 là 4 rồi, vậy thì anh này cũng không thể chia 3 dư 2 được. Nên là bây giờ mình sẽ điền vào đây một số chia 3 dư 1, thầy điền vào đây là 4. Tiếp theo, chúng ta thấy là 4 chia 3 dư 1 nên là số này không thể chia 3 dư 2. Một số chia 3 dư 2 cộng với số 4 này nó sẽ chia hết cho 3. Chúng ta cũng có là 3 cộng 4 hay là chia 3 dư 1 rồi. Đúng không? Nên là chỗ này cũng không thể chia cho 3 dư 2. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây một số là chia 3 dư 1. Chẳng hạn, ví dụ như là số 7 chẳng hạn. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ có lựa chọn để chúng ta điền vào đây. 7 với 1 là 8. Vậy chỗ này chúng ta sẽ điền vào đây một số, chúng ta không thể điền số chia 3 dư 2 được. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây, nếu mà chúng ta điền số chia 3 dư 1 thì cũng đứt. Đúng không? 7 cộng với 1 là 8 rồi, cộng thêm một số chia 3 dư 1 nữa, nó sẽ chia cho 3. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây một số chia cho 3 chẳng hạn. Và đây, thầy điền vào số 9. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại. 1 cộng 3 là 4, 3 cộng 4 là 7, 4 cộng 7 11, 7 cộng 9 16, 9 cộng 1 là 10. Như vậy tất cả đều không chia cho 3. Bây giờ cộng 3 số, 1 cộng 3 cộng 4 là 8, 3 cộng 4 cộng 7 là 14, 4 cộng 7. Gay rồi, chỗ này chưa được, chỗ này chưa được. 4 cộng 7 là 11. À không, được được, thầy nhầm, 4 cộng 7 là 11, 11 cộng 9 là 20. Ok, vẫn không chia cho 3. Tổng 9 cộng 1 cộng 7, 7 cộng 9 cộng 1 là 17, cũng không chia cho 3. Như vậy đây là một cách điền thỏa mãn. Bây giờ với ý B, đề bài yêu cầu rằng là chứng tỏ rằng với mọi bộ số mà điền vào thỏa mãn đề bài thì đều phải có một số chia hết cho 3. Vậy bây giờ thầy giả sử thầy điền đây là A, B, C, D và E. Bây giờ thầy thấy như sau, nếu mà A chia hết cho 3 thì xong. Đúng không? Mình có điều phải chứng minh. Còn nếu A chia 3 dư 1, A chia 3 mà dư 1 thì lúc này chúng ta sẽ thấy là vì A cộng B là không chia hết cho 3 nên chúng ta sẽ thấy rằng là B chỉ có thể chia 3 dư 0 hoặc gì? Hoặc 1. Bởi vì nếu mà B chia 3 dư 2 ấy, thì 2 cộng với 1 là nó chia hết cho 3. Vậy thì nếu mà B chia 3 dư 0 thì cũng xong. Nếu B chia 3 dư 0 thì cũng xong. Chúng ta có điều phải chứng minh. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ suy ra B phải chia 3 dư 1. Như vậy chúng ta có A chia 3 dư 1. Đúng không? Dư 1. B chia 3 cũng dư 1. Tương tự như thế chúng ta sẽ suy ra C. Vì chúng ta có là B cộng C cũng không chia hết cho 3. Nên chúng ta sẽ có là C chia 3 dư 0 hoặc 1. Và nếu như C chia 3, nếu mà C chia 3 dư 1, à dư 0, hay là chia hết cho 3 thì xong. Đúng không?
Vậy thì chúng ta sẽ suy ra C chia 3 dư 1. C chia 3 dư 1 nhưng mà khi đó chúng ta lại có A cộng B cộng C lại chia hết cho 3. Thì chúng ta sẽ có A chia 3 dư 1 cộng với B cũng chia 3 dư 1 cộng với C cũng chia 3 dư 1. Nên cái này sẽ chia hết cho 3 và vô lý. Vậy chúng ta sẽ thấy vậy ABC trong ba số ABC kiểu gì cũng có một số chia hết cho 3. Đúng không? Nếu mà ba số này đều không chia cho 3 thì vô lý luôn. Đúng không? Luôn có một số chia hết cho 3. Đó, như vậy là chúng ta đã có điều phải chứng minh. Rồi, để học thêm các bài toán hay thì các em học sinh có thể lên website mathx.vn để chúng ta có thể vào cái phần này ôn thi vào lớp 6, ôn thi vào chất lượng cao. Đây có rất nhiều trường có kinh nghiệm chiến lược ôn thi các bài thi thử, có các giải các đề thi. Đấy, ngoài ra thì nó còn cái mục này nó cũng rất hay này. Cái mục ôn thi vào lớp 6 này này. Đây. Đây, thầy có đề và đáp án video hướng dẫn đề Thanh Xuân này. Để chữa đề thi vào Cầu Giấy này, chữa bài toán khó về phân số. Đấy, rất nhiều những cái bài rất là hay. Còn bây giờ thì thầy Hiếu chào tạm biệt và chúc các em học tốt với MathX, thích học toán của thầy Hiếu đẹp trai.